Xin chào các bạn, đây là mẫu cửa đi một cánh Sinfa hệ 55, hàng nhập khẩu, sử dụng bản lề 4D hãng Draho và hóa đơn điện hãng Draho. Đây là bản lề 4D Draho. Cửa đi một cánh thì thường sẽ sử dụng 3 bản lề như thế này. Và đây là bộ khóa đơn điện. Đây là miếng khóa. Miếng đón khóa.